hồng hoang đại địa chủ. Bàn cổ là nhà ta đứa ở thần long vô địch la hầu chạy trốn tới nhà ta. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Oanh, toàn bộ hồng hoang đại địa đều đang run rẩy Phương Tây thiên địa giống như là bị người cứng rắn xé nát. Trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt vết nứt không gian. Hỗn độn loạn lưu dũng mãnh vào, làm cho cả phương Tây lâm vào tận thế. Phương Tây đại địa có răng khắp nơi nứt ra linh mạch bạo tạc nổ tung toàn bộ phương tây thiên địa toàn bộ phá hủy hầu như không còn bên trên bầu trời hồng quân ánh mắt huyết hồng la hầu ngươi vậy mà dẫn bạo phương tây linh mạch sẽ khiến ta thiếu lớn như thế nhân quả ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi hồng quân trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay vẻn vẹn ánh mắt hết sạch lóe lên hướng về phương đông đuổi theo một đạo màu đen quang ảnh cấp tốc phi hành la hầu áo khoác đã rách mướp trong tay thí thần thương cũng chỉ còn lại có báng thương mũi thương tất cả đều không còn rồi thập nhị phẩm hắc liên vầng sáng ảm đạm linh khí đã sắp tan vỡ la hầu chịu rất nặng thương thế bản nguyên đều rách nát rồi không được sao la hầu đã muốn tuyệt vọng hắn biết rõ hồng quân đang tại đuổi theo hắn đã trốn không thoát trước mắt xuất hiện một cái trang viên tinh xảo cấu tạo làm cho la là hầu hai mắt tỏa sáng hôm nay hồng hoang còn ở vào mãng hoang thời đại, động phủ đều là thiên nhiên hình thành. Giống như phòng ốc như vậy căn bản không có nhìn thấy qua. Nơi đây là địa phương nào? Là hầu hướng về phòng ở bay đi, nhưng lại tại khoảng cách phòng ở trăm dặm địa phương đột phát ngoài ý muốn. Cực lớn uy áp đột nhiên đè xuống, là hầu bị trực tiếp theo như trên mặt đất. La Hầu trong nội tâm thất kinh, hắn thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong, coi như là bị thương, cũng không ai có thể như vậy trấn áp hắn. Hồng quân cũng không được. Hắn có thể từ nơi này uy áp trong cảm nhận được vô cùng khí tức kinh khủng. Coi như là trước mặt đối thiên đạo, hắn đều không có sợ hãi như vậy. La Hầu là ma chi hỗn độn ma thần hóa sinh, có hỗn độn ma thần trí nhớ cùng lĩnh ngộ, hắn là hỗn độn ma thần tung hoành hỗn độn thời điểm cũng chưa bao giờ gặp cường đại như vậy uy áp lại nhìn hướng cái kia phòng ở cũng cảm giác cái kia phòng ở trở nên vô cùng cực lớn như là đối mặt cực lớn ngôi sao càng giống là thánh đạo hoàng đình chẳng lẽ cái này ở chính là vị thánh nhân sao la hầu trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy hướng về phòng ở đi đến hắn đã không thể lui được nữa, ly khai nơi đây gặp gỡ hồng quân cũng chết. Còn không bằng đi xem phòng này bên trong chủ nhân, có lẽ có thể tìm kiếm một tia sinh cơ. Theo từng bước một đi qua, trước mắt phòng ở cũng theo trở nên càng ngày càng cao lớn. Hơn nữa, phía trên đạo vận, càng làm cho la hầu kinh hồn bạt vía, hắn cảm giác mỗi một tia đạo vận đều có chứa đường lớn trí lý thời gian cùng không gian đều bị trấn áp xuống dưới đem cái này một phiến thiên địa triệt để ngăn cách coi như là thiên đạo đều không thể quản giáo cùng khống chế có thể thấy được phòng này bên trong chủ nhân đã là vượt qua thiên đạo tồn tại chẳng lẽ là đại đạo thánh nhân sao nghĩ vậy la hầu trong nội tâm chính là cả kinh đáy mắt ở chỗ sâu trong hơn nhiều một tia hưng phấn cho dù là chết, hắn có thể trước khi chết chứng kiến đại đạo thánh nhân, coi như là chết cũng không tiếc rồi. Vạn nhất đại đạo thánh nhân tùy tiện chỉ điểm xuống, là hắn có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Rốt cuộc, la hầu đi tới cửa sân trước. Một cánh cửa gỗ, rồi lại như là trở đầy lấy vũ trụ sức nặng, ban bác trong lỗ thủng, là từng cái một đại thế giới biến mất. Hô! la hầu kích thước lưng áo không tự giác ngoặt dưới đi hắn ngay cả thẳng lưng tấm dũng khí đều không có từ nơi này cửa gỗ có thể nhận định người ở bên trong nhất định là đường lớn nhân vật có cấp bậc nhân vật như vậy hắn chỉ có nhìn lên tại đại đạo thánh nhân trước mặt hắn liền con sâu cái kiến cũng đều không tính phanh 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 la hầu lấy hết dũng khí cuối cùng gõ cửa gỗ tuy rằng chỉ có ba cái hắn rồi lại như là đã tiêu hao hết tất cả khí lực cùng dũng khí lục hiên nằm ở một chương ghế nằm lên thoải mái nhàn nhã lắc lắc bên cạnh đẹp đẽ bàn trà là do một cái thật lớn dễ cây điêu khắc mà thành hào phóng mà phong cách cổ xưa phía trên đồ uống trà tinh xảo hoàn mỹ trong chén trà có mờ ảo trà tức giận đến tỏa ra mà đến lục hiên là từ địa cầu xuyên việt đến đấy vốn cho là sẽ trở thành tiệt thế đại thần thánh vương chúa tể kết quả rồi lại bảng định một cái đại địa chủ hệ thống cho hắn một tòa núi xanh một cái thanh tuyền còn có chính là cái này tiểu viện rồi cũng may hắn áo cơm không lo hệ thống không chỉ có để lại sinh hoạt vật tư trả lại cho hắn trang bị một cái mỹ nữ đầu bếp mỹ nữ đầu bếp làm ra đồ ăn ăn thật ngon coi như là kiếp trước tốt nhất đầu bếp cũng khó khăn so với một phần vạn hắn còn muốn đi ra ngoài lưu lạc một phen kết quả lại phát hiện hắn căn bản không có ly khai cái này trang viên phạm vi căn cứ hệ thống nhắc nhở chỉ có dùng trong trang viên đồ vật trao đổi đi ra bên ngoài đồ vật mới có thể đạt được điểm tích lũy đã có đầy đủ điểm tích lũy trang viên có thể thăng cấp theo trang viên thăng cấp bao trùm khu vực càng lúc càng lớn đất liền hiên có thể sống động phạm vi cũng liền càng lúc càng lớn chỉ tiếc cho tới nay theo không có ai tới qua nơi đây đi đâu ra bên ngoài đổi đồ vật kiếm điểm tích lũy a à, thời gian dài đất liền hiên cũng buông tha cho dứt khoát bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt một núi một cái suối tiêu dao nửa phù sinh phanh 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 tiếng gõ cửa truyền đến đất liền hiên đột nhiên ngồi dậy có khách nhân đến rồi. Điểm tích lũy rút cuộc đã tới. Tiểu Hồng, đi mở cửa. Hồng hoang đại địa chủ. Bàn cổ là nhà ta đứa ở thần long vô địch sinh ý thất bại. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Kéo kẹt, cửa gỗ được mở ra. La Hầu liền chứng kiến một chương tuyệt mỹ khuôn mặt. Xinh đẹp vô song không đủ để hình dung nữ tử đẹp chẳng qua là khi la hầu chứng kiến ánh mắt của cô gái đột nhiên chính là khẽ run rẩy đại đạo không sai la hầu tại nữ tử trong mắt thấy được đại đạo say mê hấp dẫn la hầu cũng cảm giác cả người lơ lửng cũng bị đại đạo say mê hấp dẫn làm cho thôn phệ thôn phệ đại đạo la hầu trước kia là hỗn độn ma thần lập tức liền đoán được thân phận của cô gái thôn phệ đại đạo cấp bậc cường giả người, người chính là chủ nhân nơi này đi. La Hầu ăn nói khép nép, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, trong nội tâm tràn đầy tâm thần bất định. Địa chủ đại nhân ở bên trong chờ, ngươi vào đi thôi, chờ nói lung tung lời nói. Địa chủ đại nhân, trước mắt đại đạo cấp cường già cũng chỉ là cái hạ nhân. Chẳng lẽ cái này địa chủ đại nhân là vượt qua đại đạo tồn tại? Nghĩ vậy một chút, là hầu trong nội tâm liền khiếp sợ tột đỉnh nguyên bản còn có thể bảo trì một chút cốt khí nhưng bây giờ không còn sót lại chút gì liền đại đạo cường già cũng chỉ là hạ nhân hắn một cái nho nhỏ chuẩn thánh có tư cách gì kiên cường la hầu đi vào cửa gỗ lập tức cảm giác thân thể trầm trọng vô cùng một cỗ không hiểu uy áp bao phủ toàn bộ sân nhỏ trong sân đại đạo tất cả đều bị áp chế cái này làm cho cả tiểu viện thoạt nhìn vô cùng bình thường, cũng không đoạn rèn luyện đại đạo pháp tắc một khi bạo khởi, có thể từng phút đồng hồ đem thần ma vỡ nát. Là hầu âm thầm hít một hơi khí lạnh, nguyên bản uốn lượn kích thước lưng áo đổi ngoặt rồi, thở mạnh cũng không dám ra ngoài. Dương mắt mở đi ra, liền chứng kiến giữa sân ngồi ngay ngắn một người, siêu nhiên tại trên đường lớn, chạy tại thời không giữa chỉ là liếc La Hầu liền khẳng định người trước mắt sâu không lường được. Đại đạo cấp không đủ để hình dung, rất có thể là đại đạo chúa tể cấp bậc cường già Khách nhân đến tìm hiểu, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội a. À. Lục Hiên không biết vì cái gì La Hầu vào cửa liền ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động. Cảm thấy hẳn là bản thân lễ đếm không tới, làm cho La Hầu không hài lòng. Đây chính là hắn lần đầu tiên một người khách nhân còn trông chờ từ đối phương trên thân làm cho điểm tích lũy đây. Vội vàng khách khí đã ra động tác mời đến. Nghe được Lục Hiên nói thứ tội, La Hầu sợ tới mức toàn thân run rẩy. Đây chính là đại đạo chúa tể cấp cường giả, vậy mà cùng hắn thứ tội, hắn ở đâu thừa nhận lên? bất quá hắn đột nhiên chứng kiến, toàn bộ sân nhỏ say mê hấp dẫn biến mất, trở nên vô cùng bình thường, lục hiên trên thân cũng là thần uy không hiện. Chẳng lẽ cái này đại đạo chúa tể đang tại ẩn thế hồng trần ngộ đạo? Còn muốn lên vừa rồi tiểu hồng nói, làm cho hắn chớ nói lung tung lời nói, là hầu càng thêm đã cho rằng. Đã đến đại đạo chúa tể cấp bậc đều muốn tăng lên đã ngàn vạn khó khăn tìm hiểu đại đạo đã không có hiệu quả rèn luyện hồng trần có thể sẽ đạt được đột phá cảm ngộ muốn đến tận đây la hầu liền quyết định dựa theo thiết lập đi xuống đi đối phương khách khí như vậy rõ ràng đã dung nhập trong đó nếu như bị hắn xuyên phá tâm cảnh hắn có một vạn cái mạng cũng chưa đủ giết đấy địa chủ đại nhân khách khí ta ngẫu nhiên đến tìm hiểu mới là mạo muội lục hiên cười cười chỉ cần đối phương không tức giận là tốt rồi đi đi theo ta đi trước uống chén trà đi đi vào bàn trà bên cạnh lục hiên cho la hầu rót một chén trà la hầu trong nội tâm chính là cả kinh hỗn nguyên ngộ đạo trà ngộ đạo trà là hồng hoang thập đại linh căn một trong thoát thai tại hỗn nguyên ngộ đạo trà công hiệu cũng không như hỗn nguyên ngộ đạo trà một phần vạn coi như là ban đầu là hỗn độn ma thần thời điểm la hầu đều quát không đến một ly hỗn nguyên ngộ đạo trà nhưng bây giờ rồi lại tùy ý ra hiện ở trước mặt của hắn la hầu trong nội tâm vô cùng hối hận muốn không phải của hắn bản nguyên rách nát rồi một chén này hỗn nguyên ngộ đạo trà ít nhất có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên ba thành làm sao vậy đối với lá trà không hài lòng la hầu vội vàng khoát tay không, không đúng, đúng trà này lá quá chân quý, ta có chút ít không nỡ bỏ quát. Không có việc gì, cái này có một lớn ấm, đủ ngươi uống được rồi. Trà này lá là hệ thống tiễn đưa đấy, trong khố phòng còn có thập đại bao, lục hiên căn bản không quan tâm. Bất quá nghe la hầu nói trà này lá chân quý, điều này làm cho lục hiên nở nụ cười, nếu có thể đem lá trà trào hàng đi ra ngoài, mới có thể đổi đến chút ít thứ tốt chỉ bất quá nhìn la hầu bộ dạng lục hiên có chút nản trí gia hỏa này ăn mặc cái áo choàng nhưng lại rách dưới y phục trên người cũng đều hỏng mất nhìn hắn có thể liếc nhận ra trà này lá chân quý trước kia cũng hẳn là một nhân vật chẳng lẽ là việc buôn bán đã thất bại đúng rồi không sai đừng nhìn những cái kia kẻ có tiền phong quang trên thực tế nợ nần thêm nữa một khi tài chính dây xích xảy ra vấn đề lập tức biến thành kẻ nghèo hàn nghĩ vậy lục hiên không khỏi đồng tình lên la hầu đến hắn tuy rằng không phải đại phú đại quý nhưng cũng là áo cơm không lo sinh hoạt mỹ mãn so với la hầu muốn hạnh phúc hơn nhiều nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ chịu không ít đau khổ uống một ngụm trà đi la hầu trong nội tâm đau xót hắn đã từng là hồng hoang bá chủ nhưng bây giờ luân lạc tới sinh tử nguy cơ cục diện trong nội tâm tràn đầy đắng chát Lục Hiên là đại đạo chúa tể, vậy mà tại hắn thấp nhất cốc thời điểm như vậy quan tâm hắn, làm cho hắn vô cùng cảm động. Uống xong một ly trà, La Hầu cũng cảm giác cả người ấm áp đấy, trong đầu tràn ngập đối với ma đạo lĩnh ngộ mới. Liên tiếp uống xong ba chén, La Hầu sẽ không có uống nữa. Hắn biết rõ bản nguyên không chữa trị, quát nhiều hơn nữa cũng là uổng phí. Vốn xem La Hầu uống liền ba hớp trà nước, Lục Hiên liền muốn trào hàng lá trà. Liền chứng kiến La Hầu nhăn mày lại, không hề uống trà rồi. Người như thế nào không uống, chẳng lẽ là cảm thấy lá trà không tốt quát? Không uống, quát cũng vô dụng. Lục Hiên tưởng rằng La Hầu hết khát rồi, không biết nên như thế nào cùng La Hầu trào hàng đồ vật. Liền chứng kiến La Hầu vậy mà nhìn chằm chằm vào trên bệ cửa sổ một cái tượng gỗ cái kia con rối là lục hiên nhàm chán thời điểm điêu khắc đấy, vật liệu gỗ cũng là tiện tay nhặt đấy. Còn đã từng không cẩn thận rơi vào vũng bùn trong qua, còn có bùn đất ở phía trên. Cái kia con rối người ưa thích. Hồng hoang đại địa chủ. Bàn cổ là nhà ta đứa ở thần long vô địch la hầu hóa vô thiên. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Ân, ta cảm thấy được cái này con rối rất giống ta. Lục Hiên đứng người lên đem con rối lấy được trong tay. So sánh một cái, khoan hãy nói, cái này con rối thật đúng là cùng La Hầu có chút tương tự. La Hầu nhìn xem con rối hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này con rối dĩ nhiên là hỗn nguyên ma căn điêu khác đấy. Hỗn nguyên ma căn là một loại cùng ma đạo thập phần khế hợp hỗn độn linh căn. Vạn vạn năm mới thành thục có được nguyên vẹn ma đạo pháp tác càng trọng yếu chính là hỗn nguyên ma căn có thể cải tạo ma thể coi như là la hầu bản nguyên nghiền nát luyện hóa hỗn nguyên ma căn đều có thể khôi phục đổi có thể trở về thuộc về hỗn độn ma thần bản nguyên nói cách khác đã có cái này con rối la hầu có thể một lần nữa trở thành hỗn độn ma thần hỗn độn ma thần trời sinh hỗn nguyên kim tiên cùng hồng hoang thánh nhân giống nhau cảnh giới cùng hồng quân đả xanh đà tử, không phải là cái thánh nhân quả vị sao? Hiện tại chỉ cần đạt được cái này con dối, có thể đạt đến. Điều này làm cho la hầu như thế nào không kích động? Cùng ngươi giống nhau hình dạng. Lục Hiên cười nói một câu, cái này dính bùn đất con dối, cùng hiện tại chật vật la hầu không sai biệt lắm. Nói đến thảm, la hầu tràn đầy cảm xúc ta hiện tại thiên địa không dung, lâm vào tuyệt địa, hoàn toàn chính xác rất thảm. Thần ma đại chiến thất bại, la hầu là thiên đạo không dung, đi ra ngoài nhất định sẽ bị hồng quân giết chết. Hồng hoang to lớn, căn bản không có chỗ ẩn thân. Lục Hiên trong lòng thở dài, cảm thấy là hầu nói thiên địa không dung lâm vào tuyệt địa. Nhất định là việc buôn bán thất bại thiếu rất nhiều nợ, bằng không cũng sẽ không tại hoang dã trong ẩn núp nhìn xem bộ dáng bây giờ liền kiện giống như dạng quần áo cũng không có việc buôn bán a à, thật sự mạo hiểm quá lớn còn là làm vô yêu vô lự địa chủ tốt lục hiên cảm giác về sự yêu việt tăng nhiều tâm tình cũng càng thêm tốt rồi nhìn ngươi thảm như vậy cái này con dối có thể đưa cho ngươi a à, thật vậy chăng Là hầu nhịn không được đứng lên thanh âm đều run rẩy cái này hỗn nguyên ma căn là hắn lớn nhất cơ duyên, là hắn gặp được đường sống trong cõi chết cơ hội. Ngoại trừ hỗn nguyên ma căn, hắn đổi coi trọng chính là lục hiên lưu lại con rối phía trên đại đạo say mê hấp dẫn. Nếu hắn có thể dung hợp cái này con rối có thể mượn này lĩnh ngộ cái kia trí cao vô thượng đại đạo say mê hấp dẫn. Đây là mặt khác hỗn nguyên ma căn tuyệt đối sẽ không có. Kỳ ngộ, cơ duyên, cơ hội la hầu hận không thể quỳ gối lục hiên trước mặt cầu lục hiên đem con dối cho hắn lục hiên không nghĩ tới la hầu kích động như vậy nghĩ lại nhất định là la hầu theo con dối trên nghĩ tới từng đã là qua lại có lẽ cầm lấy con dối có thể làm cho la hầu dễ chịu một chút cũng nói không chừng ta có thể cho ngươi bất quá ngươi muốn cầm đồ vật để đổi về phần là cái gì chính ngươi quyết định thì tốt rồi la hầu liền quần áo trang phục đều rách dưới lục hiên cũng không có ý định la hầu có thể xuất ra vật gì tốt dù sao cũng là không có tác dụng đâu phá con rối coi như là mở chương tùy tiện la hầu xuất ra cái gì đều đổi cho hắn được rồi có thể la hầu rồi lại chẳng phải muốn trong mắt hắn lục hiên thế nhưng là đại đạo chúa tể có thể có cái gì có thể làm cho đại đạo chúa tể vừa ý hay sao đúng rồi đại đạo chúa tể không phải là vì đồ đạc của ta mà là hiểu rõ cùng ta nhân quả liền đại la kim tiên cũng không muốn nhiễm nhân quả đại đạo chúa tể khẳng định cũng không muốn địa chủ đại nhân thật tốt quá giúp ta làm nhiều như vậy ta nhất định phải xuất ra đồ tốt nhất mới được nghĩ vậy la hầu cắn răng một cái đem thí thần thương cắn cùng thập nhị phẩm hắc liên đều đem ra thí thần thương, chính là hồng hoang ma đạo sát khí, có được sát phạt hết thảy cường đại uy năng. Cho dù là đứt gãy đầu thương, giống nhau là có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ bằng uy áp có thể nghiền ép hết thảy. Thập nhị phẩm hắc liên, chính là 36 phẩm hỗn độn thanh liên hạt sen biến thành, đang ở liên ở bên trong, vạn pháp bất xâm, đổi có thể phóng thích ma đạo thần thông, công thủ gồm nhiều mặt hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đã là la hầu toàn bộ gia sản rồi vật gì đó khác đều tại hán trong đại kiếp dùng hết rồi nhìn trước mắt đồ vật lục hiên có chút bất đắc dĩ một cái rách dưới báng thương liền cái đầu thương đều không có sơn đen đi màu đen đấy giao rách dưới cũng liền cái sắt vụn giá còn có cái phá hoa sen, đều héo rũ biến thành màu đen rồi, thứ này có cái gì hữu dụng, xem không dễ coi, ăn không có thể ăn, không có gì tác dụng. Cũng may Lục Hiên có chuẩn bị tâm lý, biết rõ là hầu là một cái sinh ý thất bại nghèo kiết xác, cầm không xuất ra vật gì tốt. Có thể Lục Hiên không biết, cái này nếu như bị mặt khác hồng hoang tu sĩ chứng kiến, tuyệt đối là đoạt vỡ đầu túi bảo vật. La Hầu tâm thần bất định nhìn xem Lục Hiên, chứng kiến Lục Hiên nhíu mày, trong lòng của hắn càng thêm khẩn trương. Quả nhiên, địa chủ đại nhân trướng mắt ta lấy ra đồ vật a. À. Ngay tại La Hầu cho rằng không chiếm được con rối thời điểm, Lục Hiên nói chuyện. "Được rồi, chỉ những thứ này đi, cái này cho ngươi." La Hầu hốc mắt đều ẩm ướt, cầm qua Hỗn Nguyên Ma căn con rối. La Hầu trong nội tâm đối với Lục Hiên tràn đầy cảm kích địa chủ đại nhân là đại đạo chúa tể khẳng định tính đã đến ta có cái này kiếp nạn mới chuẩn bị cho tốt cái này con dối giúp ta vượt qua kiểm tra la hầu trong lòng âm thầm thề về sau nhất định báo đáp lục hiên đại ân đại đức cái chốt cửa có chút không rắn chắc rồi cái này hay dùng để làm cái chốt cửa đi lục hiên tiện tay quăng ra đem thí thần thương báng thương ném tới cửa lớn không có nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn cái này hoa sen cũng khô rồi ném trong nước được rồi thập nhị phẩm hắc liên ném vào suối trong ao la hầu liền chứng kiến cái kia thập nhị phẩm hắc liên đột nhiên phóng xuất ra vô cùng sáng lạn thần thái trong lúc nhất thời khôi phục sở hữu say mê hấp dẫn hơn nữa thập nhị phẩm hắc liên phẩm cấp cũng ở đây rất nhanh tăng lên lấy địa chủ đại nhân cái này ao nước suối cũng là thần vật a à la hầu thầm than bất quá hắn rồi lại nhìn không ra cái này nước suối thần kỳ ta còn là cảnh giới quá thấp tầm mắt không có cách nào khác cùng địa chủ đại nhân so sánh với địa chủ đại nhân la mỗ sẽ không quấy dày rồi đạt được hỗn nguyên ma căn la hầu hận không thể lập tức luyện hóa phải biết rằng hắn tình huống hiện tại rất nguy cấp lục hiên phất phất tay nhìn xem la hầu quay người ly khai lục hiên nhẹ nói nói nếu như trước kia thân phận đã đã thất bại sao không đổi lại thân phận mới từ đầu lại đến chưa hẳn không thể đông sơn tái khởi nghe được lục hiên mà nói là hầu cũng cảm giác trong đầu hiện lên một đạo động trời xét đánh đúng vậy a à, hắn đã là thiên đạo không dung rồi coi như là khôi phục thương thế thì như thế nào thiên đạo tùy thời có thể tiêu diệt hắn nhưng bây giờ hỗn nguyên ma căn đã có mặt khác một loại khả năng nếu như hắn không luyện hóa hỗn nguyên ma căn mà là trực tiếp lấy hỗn nguyên ma căn với tư cách thân thể đây vậy hắn chính là một cái mới người thiên đạo cũng sẽ không lại nhằm vào hắn la hầu trong nháy mắt hiểu rõ ra đây là lục hiên tại chỉ điểm hắn trong lòng của hắn lập tức làm ra quyết định dựa theo lục hiên chỉ điểm đi làm thiên đạo diệt ta ta đây từ nay về sau không còn thiên đạo từ đó sau đó, ta danh vô thiên, là địa chủ đại nhân nô bộc. Trong nội tâm làm ra quyết định, la hầu quay người, hướng về lục hiên cúi người chào thật sâu. Là mỗ thụ giáo, ngày đó thành công, nhất định lấy cái chết hậu báo. Nhìn xem la hầu ly khai, lục hiên khẽ gật đầu, hắn cũng là xem la hầu quá chán trường rồi. Tại hắn xem ra, la hầu trước kia có thể lan lộn đến đại nhân vật trình độ, vẫn còn có chút năng lực đấy. Nếu như tổng kết thất bại kinh nghiệm, lại lần nữa nỗ lực phấn đấu, rất có thể gặp đông sơn tái khởi. Xem ra ý kiến của ta hắn nghe lọt được, cái này kêu là một câu điểm tỉnh người trong mộng đi. Lục hiên tâm tình thật tốt, dù sao làm thành thứ nhất chỉ nhìn một cách đơn thuần sinh ý, lúc này thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng đã tới. Hồng hoang đại địa chủ, bàn cổ là nhà ta đứa ở thần long vô địch hắc ám làm mực, phiểu miểu bút. Nghe chọn bộ tại mê audio com P dấu lớn, đinh, chúc mừng túc chủ đạt được 550 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt được cấp cao tờ giấy 10 cái. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt được bút lông một cái. Lục Hiên nhìn xem ban thưởng cười khổ một hồi, qua nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên đạt được giấy và bút mực, còn có các loại nhạc khí, các loại điêu khắc đồ dùng vân. Vân hệ thống trả lại cho hắn rất nhiều điểm kỹ năng làm cho hắn các loại kỹ năng không ngừng nhắc đến lên cao nhàm chán thời điểm lục hiên liền vẽ cái vẽ đạn đạn nhạc khúc hoặc là điêu khắc ít đồ cái gì đấy ngoại trừ không thể tu luyện hắn các loại năng lực đều đã đạt đến đứng đầu nếu như cho tờ giấy cùng bút lông vậy vẽ bức vẽ đi lục hiên đối với tiểu hồng nói ra tiểu hồng đem đồ uống trả lấy đi ta muốn vẽ vẽ lên vào nhà đem của ta nghiên mực lấy ra ta là hồng cơ không gọi tiểu hồng hồng cơ rất là im lặng nàng một cái đường đường đại đạo cường giả lại bị người gọi là tiểu hồng thật là làm cho người ta khó chịu được lần sau không gọi ngươi tiểu hồng rồi lục hiên dừng một cái tiếp tục nói tiểu hồng nhanh đi cầm a hồng cơ hận không thể đem lục hiên xé chỉ tiếc nàng cũng biết nàng không làm gì được lục hiên bởi vì hệ thống bảo hộ lục hiên tại tiểu viện trong phạm vi là tuyệt đối an toàn người nào cũng không thể làm bị thương hắn hồng cơ đi vào thư phòng trước mặt liền chứng kiến một chương cực lớn màu đen bàn đá trên mặt bàn bày biện một loạt mộc điêu mộc điêu hình tượng khác nhau trọn vẹn trên trăm từng cái đều so với la hầu cầm đi mạnh mẽ gấp trăm lần nhớ tới la hầu cầm đi con rối lúc bộ dạng, hồng cơ không khỏi hiểu ý cười cười. Cái kia con rối chỉ có thể coi là là một cái thất bại phẩm mà thôi, tối đa cũng chính là làm cho la hầu thành tựu hỗn nguyên. Mà trước mắt những thứ này con rối luyện hóa lời nói, có thể có thể so với đại đạo cường già. Tiện tay có thể tạo trên trăm đại đạo thánh nhân, cũng chỉ có địa chủ đại nhân có thể làm được rồi. Hồng cơ trong nội tâm đối với Lục Hiên có thật sâu kính nể, đổi nhìn lên Lục Hiên lạnh nhạt tâm cảnh. Nàng tồn tại ức vạn vạn năm, ra mắt vô số cường giả, có thể vòng tâm cảnh, duy Lục Hiên độc nhất vô nhị. Một phương nghiên mực cổ, như là đã dung nạp ngàn vạn thế giới hắc ám, trong đó hắc ám đại đạo thẳng tới vĩnh hằng. Coi như là lấy hồng cơ đại đạo cấp cường giả thân phận, cũng chưa bao giờ như thế thuần túy đại đạo thần vật được này nghiên mực cổ, có thể thẳng đến đại đạo bản nguyên, trở thành đại đạo cấp cường giả, bất quá là thời gian dài ngắn thì khác nhau. Cầm lấy nghiên mực cổ, chừng ức vạn tuyệt đối cân nặng, ném ở hồng hoang đại địa, có thể làm cho hồng hoang đại địa chỉnh thể trầm xuống vạn mét. Hồng cơ toàn lực thi triển đại đạo lực lượng mới có thể đem nàng cầm lên. Đi đến lục hiên phụ cận, lục hiên thò tay tiếp tới, dùng ba ngón tay kẹp lấy đặt ở góc trên bên phải hồng cơ đáy mắt hết sạch lóe lên. Tuy rằng Lục Hiên chưa bao giờ biểu hiện ra cường đại. Có thể hai người tranh lệch nhưng là tại trong lúc lơ đãng thân thể hiện ra. Hồng cơ toàn lực mới có thể cầm lấy hắc ám nghiên mực cổ. Lục Hiên nhưng là ba chỉ khẻ nâng, cử trọng nhược khinh. Cao thấp lập phán, bá, Lục Hiên tay run lên, một chương tờ giấy sôi nổi trên bàn, nhập lại chậm rãi bày ra xuống dưới hồng cơ trong lòng thất kinh lại là đại đạo chi nền móng địa chủ đại nhân quá ngang tàng rồi đừng nhìn chỉ là một mảnh trang giấy nhưng trên thực tế nhưng là hỗn độn trí bảo đại đạo chi nền móng đại đạo mênh mông mà thần vĩ chỉ có thể tìm hiểu không thể khác bởi vì bất kỳ vật gì đều không thể thừa nhận đại đạo lực lượng chỉ có hỗn độn mới bắt đầu bên trong diễn biến đại đạo chi nền móng mới có thể thừa nhận đại đạo mà trước mắt lục hiên vẽ giấy chính là đại đạo chi nền móng cho dù là đại đạo cấp cường giả đều đánh vỡ đầu tranh đoạt bảo vật tại lục hiên trước mặt đại đạo chi nền móng rồi lại cùng bình thường giấy trắng giống nhau như vậy tâm cảnh làm cho hồng cơ càng thêm bội phục tiểu hồng mài mực ta nói thêm câu nữa ta là đầu bếp không phải người hầu đã biết nhanh mài mực Hồng Cơ không tình nguyện mài mực, có thể ánh mắt chỗ sâu hưng phấn rồi lại không thể tự chủ. Nàng chính là đại đạo cấp cường giả, đều muốn tiến thêm một bước đã rất khó. Khả quan xem Lục Hiên vẽ tranh, lại có thể làm cho cảnh giới của nàng đạt được tăng lên. Lục Hiên đem vừa mới lấy được bút lông đem ra, Hồng Cơ cũng cảm giác trong sân bị trấn áp đại đạo đột nhiên chấn run lên một cái lại nhìn lục hiên bút lông trong tay, vậy mà diễn hóa suốt ngàn vạn thế giới, đại đạo luân hồi chìm nổi, diễn biến ngàn vạn. Nhất là bút lông trên hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hình thành chỉnh thể, hai chữ phiêu miểu, càng làm cho hồng cơ quá sợ hãi. Phiêu miểu bút chính là hỗn độn trí tôn mười bảo một trong. Đại đạo phiêu miểu, chỉ có này bút có thể vẽ ra. Một khoản một lớn nói, một vẽ diễn hồng mông truyền thuyết chấp trưởng phiêu miểu bút liền cầm giữ sẽ vượt qua đại đạo thành tựu trí cao khả năng dù là tồn tại ước vạn tuyệt đối nguyên gặp vô tận trong năm tháng ra mắt trí bảo vô số rồi lại chưa bao giờ nhìn thấy qua cái này thần bí nhất phiêu miểu bút hiện tại phiêu miểu bút đang ở trước mắt như thế nào không cho hồng cơ kích động chỉ có địa chủ đại nhân cường giả như vậy mới phối có được bảo vật như vậy đi hồng cơ trong nội tâm âm thầm nghĩ đến đối với lục hiên càng thêm kính sợ rồi lục hiên cầm bút dính mực trong đầu nghĩ đến muốn vẽ cái gì được rồi vẽ cái núi sông mây mù ý đồ đi quyết định chú ý lục hiên múa bút vẩy mực đứng ở bên cạnh tiểu hồng đã sắc mặt đỏ thẫm nhắm mắt lại con ngươi hắc ám là mực phiêu miểu là bút tại lục hiên vẽ tranh thời điểm trí cao đại đạo say mê hấp dẫn nổi lên Tiểu Hồng với tư cách đại đạo cấp cường giả, tại trí cao đại đạo say mê hấp dẫn trong đốn ngộ. Đối với trí cao đại đạo, Tiểu Hồng đã có càng nhiều nữa lý giải, cảnh giới cũng tùy theo đã có tăng lên. Thần ma đại chiến, là hầu tự bạo phương Tây Linh mạch đào tàu. Hồng quân một đường đuổi theo, lại phát hiện đã không có la hầu khí tức. Càng làm cho Hồng quân ngoài ý muốn chính là, hắn coi như là mượn nhờ thiên đạo cũng không cách nào suy tính ra la hầu vị trí. Hồng Quân không biết La Hầu cầm lấy Lục Hiên con rối, coi như là Thiên Đạo đều suy tính không xuất ra La Hầu vị trí. Khí tức liền đến nơi đây, La Hầu khẳng định giấu ở phụ cận. Hồng Quân còn là cho rằng La Hầu là ẩn nấp rồi. Có thể tìm hồi lâu đều không có tìm được, cuối cùng hắn thấy được Lục Hiên tiểu viện. Cái này tiểu viện vậy mà thoát ly của ta suy tính, La Hầu khẳng định núp ở bên trong hồng quân nhãn tỉnh sáng lên, lách mình bay đi, ngay tại khoảng cách tiểu viện trăm dặm thời điểm. Một cỗ mênh mông uy áp xuất hiện, hồng quân giống như là bị chụp được con ruồi, cứng rắn đập trên mặt đất. Ta thật thê thảm a à. Hồng quân bi phẫn kêu to, hắn là mặt trước chạm đất đấy. Chẳng những rơi thất điên bát đảo, còn lại chó gặm ăn, trong miệng đều là bùn đất. La hầu, ta ngươi nhất định phải đẹp mát hồng quân đem lửa giận phát tiết tại la hầu trên thân khôi phục trên mặt thương thế hướng về tiểu viện đi tới vừa đi một bước liền chứng kiến tiểu viện vẻn vẹn tăng vọt giống như treo ở hỗn độn trong vĩnh hằng tinh vũ hồng quân chính là khẽ run dày hắn phát hiện vậy mà cảm giác không thấy thiên đạo rồi nói cách khác cái chỗ này mấy ngày liền đạo cũng không có pháp quản giáo hồng hoang ở trong vẫn còn có thiên đạo không thể khống chế địa phương thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi hồng quân trước kia là hỗn độn ma thần đối với đại đạo rất là quen thuộc lập tức liền đã nhận ra đại đạo say mê hấp dẫn chẳng lẽ nơi này có một cái đại đạo thánh nhân sao chẳng lẽ là bàn cổ hồng quân trong nội tâm có chút sợ hãi lúc trước bàn cổ mở trời hắn cũng là vây công bàn cổ một thành viên có đi hay là không hồng quân trong nội tâm mâu thuẫn đứng lên đúng lúc này đột nhiên một đạo vô cùng rộng lớn đại đạo khí tức truyền ra vô tận đại đạo thần hoa phóng lên trời ngàn vạn thế giới tại trong hư không sinh diệt vô thượng trọng bảo xuất thế hồng quân cắn răng một cái hướng về sân nhỏ chạy tới hồng hoang đại địa chủ bàn cổ là nhà ta đứa ở thần long vô địch một vẽ diễn hồng hoang Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đánh bại La Hầu, Hồng quân là Hồng hoang đệ nhất cường giả. Thiên đạo đánh xuống công đức làm cho hắn đã dẫm nát thánh nhân trên bậc thang. Có thể Hồng quân rồi lại một chút cũng bay không đứng dậy. Muốn muốn đi trước tiểu viện, sẽ phải chân đi trên đất bằng đi qua. Cũng may Hồng quân thể chất vô cùng tốt, rất nhanh đi tới tiểu viện cửa ra vào. T. Vừa tới cửa, hồng quân gục hít một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn đến trong tiểu viện tràn ngập vô thượng đại đạo say mê hấp dẫn. Ba hoa trích chòe mà tuôn ra kim liên. Đạo tức thì quỹ tích như là liên miên mưa phùn hiển hiện. Vô số đại thế giới tại trong không gian sáng tạo cùng mất đi. Sinh linh hiển hóa, vô tận sơ hiện. Thời gian trường hà cùng không gian trường hà bộ giống như hóa sơ hiện ở trên hư không tại đại đạo say mê hấp dẫn ảnh hưởng phía dưới thời gian trường hà cùng không gian trường hà vậy mà giao nhau đã đến cùng một chỗ giao lộ đúng là bày ở lục hiên trước mặt một bức họa cuốn đại đạo thần vật dị tượng tự nhiên không chỗ nào con cùng hồng quân lập tức sẽ biết bảo vật phẩm chất đây là đại đạo thần vật ạ à, ẩn chứa đại đạo say mê hấp dẫn nếu như có thể lấy được lời nói hồng quân thì có thành tựu đại đạo khả năng như vậy thần vật coi như là thiên đạo cũng là vô cùng khát vọng đấy ngay tại hồng quân trong lòng lửa nóng thời điểm trong tiểu viện xuất hiện một đạo trí cao uy nghiêm tất cả dị tượng tất cả đều biến mất cùng lúc đó họa quyển người bên cạnh cũng triển khai hồng quân lập tức đã biết rõ uy áp chủ nhân đúng là lục hiên bằng vào một đạo khí tức có thể trấn áp chư thiên đại đạo dị tượng đây là đại đạo chúa tể cấp cường giả mới có thể làm được đấy hồng quân đáy lòng run rẩy cho dù là hỗn độn ma thần thời điểm đại đạo chúa tề cấp cũng chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới vậy mà có thể như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt gặp có thật không vậy hồng quân có chút không dám tin tưởng hồng hoang lại nói tiếp chỉ là một cái tân thế giới chúa tề cấp đều là vô cùng cổ xưa lão quái vật làm sao sẽ xuất hiện ở hồng hoang thế giới Đúng vào lúc này, hồng quân trước mắt xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh, đúng là hồng cơ. Địa chủ đại nhân cho ngươi đi vào, nhớ kỹ, không nên nói lung tung. Hồng cơ vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí làm cho hồng quân có chút cam tức. Khi hắn chứng kiến hồng cơ ánh mắt, lập tức liền sợ tới mức cúi đầu. Đại đạo cấp cường giả. Vừa rồi trong nháy mắt, hồng quân cũng cảm giác toàn bộ người đều muốn bị cắn nuốt rồi hắn rõ ràng cảm nhận được chỉ cần hồng cơ một cái ý niệm trong đầu hắn cũng sẽ bị thôn phệ thành hư vô cái gì chuẩn thánh cái gì thánh nhân tại đại đạo cấp cường giả trước mặt đều là con sâu cái kiến đồng thời hắn càng thêm khiếp sợ chính là thôn phệ đại đạo cường giả cũng chỉ là cái nô bọc lấy đại đạo làm nô người hầu cái kia người ở bên trong nhất định là đại đạo chúa tể rồi đối với vừa rồi hoài nghi tan thành mây khói hồng quân hận không thể cho mình hai cái miệng chính là sợ lục hiên tức giận trách tội xuống thánh nhân không thể xâm huống chi là đại đạo chúa tể nếu như đã đến liền ngồi xuống đi vốn lục hiên tại thưởng thức vừa hoàn thành họa tác chứng kiến hồng quân đã đến trong nội tâm chính là vui vẻ lão nhân này tuy rằng ăn mặc mộc mạc có thể khí chất đó nhìn qua ngay cả có tiền người có tiền mới có thể việc buôn bán có sinh ý mới có thể có điểm tích lũy đã có điểm tích lũy mới có thể thăng cấp hoạt động phạm vi mới có thể biến lớn gặp lục hiên không có ý trách cứ hồng quân vội vàng hèn mọn đi tới nhập lại ngồi ở lục hiên chỉ định trên mặt ghế lại nhìn mặt bàn là một bộ hoàn mỹ họa quyền tuy rằng dị tượng toàn bộ bị chấn ép xuống có thể họa quyền thần lực nhưng không có biến mất đây là Hồng Hoang, với tư cách Hồng Hoang người mạnh nhất, Hồng Quân đối với Hồng Hoang thế giới thập phần hiểu rõ. Chỉ là liếc, Hồng Quân liền có thể xác định họa quyển trong vẽ đúng là Hồng Hoang thiên địa. Theo Hồng Quân nhìn chăm chú, cái kia che lấp đại địa mây mù dần dần tản ra. Hồng Hoang đại địa núi sông lộ ra hiện ra. Núi non sông ngòi, sinh linh thú yêu, thần tiên động phủ, động thiên phúc địa vân vân toàn bộ chậm rãi diễn biến. Mà bắt đầu, hồng hoang tình hình chung. Hồng quân như thế nào đều không nghĩ tới, này họa quyển trong càng đem hồng hoang tình hình chung vận hành quỹ tích biểu hiện đi ra. Có thể nói, người nào đã nhận được cái này bức họa cuốn, phải có được thông hiểu hồng hoang tình hình chung năng lực. Không những được su cắt tị hung, thích hên tránh xấu, đổi có thể kết hợp tình hình chung làm ra kinh thiên vĩ địa đại sự hồng quân trong nội tâm tràn đầy lửa nóng đã có cái này đại đạo thần vật ta thì có cùng thiên đạo hợp tác dựa không chỉ có thành thánh sắp tới cũng có thể vượt qua hỗn nguyên lấy thiên đạo đồng thời địa chủ đại nhân cho ngươi uống trà ngươi không nghe thấy sao hồng cơ hừ lạnh một tiếng hồng quân trong lồng ngực chấn động đã bị trọng thương không không dám hồng quân sắc mặt trắng bệch cũng không dám có bất cứ ý kiến gì còn trong lòng thầm mắng mình hồ đồ đầu chú ý đại đạo thần vật rồi lại không để mắt đến lục hiên nghĩ đến mình ở kề cận cái chết điên cuồng thăm dò hồng quân liền xuất mồ hôi chán lục hiên cũng không nghĩ nhiều như vậy xem hồng quân đổ mồ hôi tưởng rằng chạy đi mệt mỏi đấy tiểu hồng không được vô lễ người ta lớn tuổi lỗ tai có chút điếc cũng là có thể hiểu được đấy hồng quân bộ dạng nhìn xem lão thái nhưng trên thực tế tuổi thọ thập phần kéo dài cùng lão căn bản không dính nổi bên cạnh hồng quân cái ót đổ mồ hôi càng nhiều lục hiên mà nói tại hắn nghe tới đây là đang âm thầm điểm hắn đồng thời hồng quân cũng chú ý tới đại đạo cường giả hồng cơ quản lục hiên kêu địa chủ đại nhân hơn nữa cả cái tiểu viện đều vô cùng bình thường ngàn vạn đại đạo bị áp chế đến mức tận cùng bất hiện sơn bất lộ thủy chẳng lẽ cái này đại đạo chúa tể là ở hồng trần trong ngộ pháp không sai bằng không ta hai lần mạo phạm sớm đã bị đuổi giết thành cặn bã nghĩ vậy hồng quân lập tức đã minh bạch vào cửa là hồng cơ mà nói không nên nói lung tung chính là không muốn phá hư đại đạo chúa tể kiến tạo bình thường sinh hoạt địa chủ đại nhân nói đúng đúng ta lớn tuổi lỗ tai có chút không dùng được lời này nếu như bị mặt khác hồng hoang sinh linh nghe được nhất định là cái cầm rơi trên mặt đất đạp phát nổ hồng quân là hồng hoang người mạnh nhất nghĩ lại đáng nhìn nghe toàn bộ hồng hoang làm sao có thể lỗ tai không dùng được lục hiên hạc hạc cười cười không quan hệ đã đến chính là khách uống trà đi hồng quân lúc này mới chú ý trước mặt nước trà ánh mắt lập tức trường mà bắt đầu hỗn nguyên ngộ đạo trà a à đây chính là hỗn độn thập đại linh căn một trong có được lĩnh ngộ đại đạo năng lực tốt như vậy đồ vật vậy mà dùng để đãi khách cái này đại đạo chúa tể quả thực quá ngang tàng rồi hồng quân vội vàng uống một ly cũng cảm giác ngộ tính liên tiếp kéo lên đối với đạo cảm ngộ đổi thông thấu rồi lục hiên lại cho rót một chén uống liền ba chén hồng quân không uống nữa không phải hỗn nguyên ngộ đạo trà không tốt mà là không thể lòng tham không đáy sợ đưa tới lục hiên bất mãn lục hiên vốn đang ý định trào hàng lá trà kết quả hồng quân uống ba chén liền không uống xem ra hắn không thích trà này lá còn là nhìn xem có thể hay không trào hàng cái khác đi lão nhân ra không biết xưng hô như thế nào địa chủ đại nhân khách khí kẻ hèn này họ hồng À, lão hồng a à, người như thế nào đi tới nơi này hay sao quản hồng quân kêu lão hồng hồng hoang thế giới đoán chừng chỉ có lục hiên dám gọi như vậy rồi hồng quân sắc mặt cổ quái không dám có bất kỳ ý kiến ngược lại cảm thấy lục hiên gọi như vậy hắn là hắn lớn lao vinh hạnh hồng quân lúc này mới nhớ tới la hầu trái phải quét qua liền phát hiện la hầu thí thần thương bầy ở cửa ra vào còn có chính là không muốn trong nước hồ nổi lơ lửng một đóa màu đen hoa sen, đúng là la hầu thập nhị phẩm hắc liên. Lục Hiên sau khi thấy không khỏi căng thẳng trong lòng, cái này nguy rồi.